Thưa quý vị, theo quan điểm của nhân tướng học thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về vận số con người. Trong nhân tướng học và xem tướng, chỉ cần nhìn vào tướng mạo cũng có thể đoán được tài vận của người đó ra sao. Một số tướng mạo trời sinh đã là tướng tốt, nhưng bên cạnh đó cũng có tướng xấu, đặc biệt là nếu như đàn ông có nét tướng này, tiền không có, phúc vận khốn khó, tài lộc không bao giờ đến. Thứ nhất, đó là lông mày kéo dài đến sát ấn đường. Ấn đường tượng trưng cho lý tưởng của một người có thể thực hiện được hay là không. Ấn đường nên căng tròn và tối kỵ có vân ngang và bị lông mày kéo dài che lấp. Nếu lông mày kéo dài qua cả ấn đường sẽ làm thu hẹp độ rộng của ấn đường. Trong nhân tướng học, những người có ấn đường hẹp, ngắn thì lòng dạ cũng hẹp hòi, không có chí tiến thủ, tài vận không tốt, cả đời rất khó thành công. Cho dù lý tưởng, khát vọng lớn lao thì cũng khó đạt được. Lông mày tán loạn. Lông mày tượng trưng cho tình cảm bạn bè, đồng nghiệp, tình anh em. Những người có tướng lông mày không tốt thì thường khó dựa vào sự giúp đỡ của anh chị em, bạn bè. Hơn nữa, không có quý nhân trợ giúp khiến cho sự nghiệp của họ khó mà thành công. Cách hóa giải, kết giao với nhiều bạn bè cùng trang lứa hơn, có cái nhìn thoáng hơn với người xung quanh. Đối với phái nữ, phải biết chăm sóc cho hàng lông mày gọn gàng, không bị thô, không mọc xuôi ngược. Có thể đeo thêm vòng thủy tinh màu tím để vận số tốt hơn. Dái tai nhỏ. Muốn xem phúc lộc thì nhìn vào tướng tai, dái tai càng dày thì người đó càng có phúc, cả đời ít phải lo nghĩ. Đương nhiên, người có phúc thì không chỉ có nhiều tiền tài, nhưng cũng tương đương với việc sống an nhàn, kiếm tiền không lo vất vả. Những người dái tai nhỏ thường cả về thể xác và tinh thần đều rất hay phải nghĩ ngợi, sầu lo, không có nhiều phúc khí. Người có ánh mắt vô hồn hoặc là ánh mắt láo liên. Bạn có thể hiểu rằng đây là một đôi mắt không được tinh nhanh, luôn trong trạng thái như là đang buồn ngủ. Nó tạo ra một khuôn mặt luôn trong trạng thái mơ màng, mắt không mở to được và không có sức sống. Trong công việc họ cũng không phải là người nhạy bén và thiếu tập trung. Do vậy, những người sở hữu tướng này thường khá là an phận thủ thường, không có nhiều ý chí phấn đấu và luôn tỏ ra bàn quan với những chuyện xung quanh, tương lai khó tạo ra được điều đột phá. Trái lại với những người có mắt vô hồn, những người có mắt láo liên hay là mắt la mài liếm là dấu hiệu về thiếu sự chân thật, tâm thần bất định, mang đến cảm giác như là đang lo sợ điều gì đó. Điều này khiến cho những người xung quanh luôn có cảm giác thiếu tin tưởng để có thể hợp tác cùng bạn. Về bản thân bạn cũng vì luôn mải nhìn trước ngó sau nên không tìm được mục tiêu chính để mình có thể theo đuổi, phấn đấu trong cuộc sống. Cằm nhọn. Cằm tượng trưng cho đường con cái, phúc khí cả đời. Cằm nhọn tức là tài sản cố định không nhiều hoặc sức khỏe có vấn đề. Những người như vậy tài vận phải đến tuổi già mới phát đạt nhưng không quá giàu. Thực tế trong cuộc sống, những người cằm nhọn vẫn khá là giỏi giang, biết cách kiếm tiền nhưng họ cũng chi tiêu khá nhiều, không biết cách tích góp khiến tài sản nhanh chóng hao hụt. Người có mũi hách hoặc là mũi tẹt, dân ta còn gọi với cái tên đó là mũi hứng nước mưa. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn là một người tiêu xài hoang phí, vung tay quá chán vào những thứ vô bổ. Do đó không nên để cho những người có tướng mạo này lĩnh trọng trách làm thần giữ của trong nhà. Vì với họ, có bao nhiêu rồi cũng tiêu hết. Càng về già, các bạn sẽ càng cảm thấy rõ điều này khi mà cảm nhận được rõ nét hơn sự chênh lệch giữa quá khứ tiêu xài và hiện tại cơ hẳn. Vậy nên, hãy biết kiềm chế trong tiêu pha là điều rất cần thiết, đặc biệt là với những người có tướng mạo như vậy. Khá giống với những người có tướng mũi hách, tướng mũi tẹt thì không có sống mũi, là người không biết kiềm chế những ham muốn của bản thân, dễ sa vào tiêu xài quá độ. Thêm nữa, họ cũng dễ nảy sinh lòng tham vô độ, khiến cho tinh thần luôn bị căng thẳng bất ổn, luôn suy nghĩ về mục tiêu của mình phát bệnh. Nhưng đôi khi họ cũng rất tin người và dễ trở thành nạn nhân trong những vụ lừa gạt. Về cơ bản, tướng mạo này cũng khiến cho tiền của trong nhà dễ dàng bị tiêu hao. Trên đây là những thông tin về những nét tướng khiến mệnh chủ tiền không có, phúc vận khốn khó, tài lộc không bao giờ đến. Phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp khi có những đặc điểm trên, vận trình trong năm 2020 sẽ khó khăn, gặp phải nhiều trắc trở cần cẩn trọng chú ý. Tuổi Ngọ,
tuổi Ngọ năm 2020 cho thấy trong năm xung thái tuế khi có những nốt ruồi tại những vị trí đại kỵ nữa thì sẽ dẫn tới hiểm họa trùng trùng, tí Ngọ tương xung, lại thêm thất sát hung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn cát, sự nghiệp khó về được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn. Trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải tảng đá, đến hết lần này đến lần khác không xong việc. Trong năm thì không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp chấp pháp nếu không muốn tự dốc họa vào thân. Có thể sẽ có vài sự chuyển dịch về chỗ ở hay là chỗ làm, bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra, đề phòng thiên tai, bệnh tật hay những chuyện tà bí. Ngoài ra hàng loạt hung tinh như là tuế phá và tai sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với con giáp này. Thất sát tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay là những sự công kích nghiêm trọng. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Tuy tuế can canh kim lộ xuất chính tài nhưng chính tài lại bị thái tuế thất sát kìm kẹp. Vì thế trong năm, bản mệnh không nên tham gia đầu tư mạo hiểm, đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân vào hố sâu, dễ bị kẻ gian lừa gạt, mất tiền hao của. Tài vận của tuổi Ngọ vào năm 2020 không được vượng cho lắm, tiền bạc kiếm được đều phải làm lụng cực khổ, không có chuyện tài lộc đến từ trên trời rơi xuống. Nên tập trung vào công việc chính, không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Năm nay, bản mệnh dễ vướng vào vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đừng tùy tiện làm những việc trái với quy định pháp luật, chẳng những hao tốn tiền của mà còn có thể vướng vào vòng lao lý. Về sức khỏe thì con giáp này cần phải đề phòng bệnh tình biến chứng theo chiều hướng xấu hơn, có thể sẽ xuất hiện u nhọt, không nên uống nhiều rượu bia, dùng các chất kích thích. Nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình, nếu không sẽ tự khiến cho bản thân buồn bực khó chịu, dần dà để lại bệnh tật trong người. Ngoài ra thì thái tuế tí thủy là âm thủy, vì thế trong năm thủy hỏa xung khắc này, mệnh chủ nên lưu ý. Không nên đến những nơi có nhiều nước như ao hồ, sông, suối kẻo gặp hạn nước. Nếu có thể thì đừng tới những nơi âm u ẩm ướt, có nhiều tà khí, khiến cho mệnh chủ hay bị bệnh tình trở nặng. Hàng ngày thì nên đề phòng trộm cắp trước khi ra khỏi nhà, cần phải khóa cửa cẩn thận, không nên mang nhiều đồ có giá trị theo người. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Mệnh chủ tuổi Tý. Trong năm 2020, người tuổi Tý phạm thái tuế sẽ có khó khăn càng nhiều, thái tuế đương đầu, không họa này ắt có họa khác, con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Năm 2020 là năm tuổi của con giáp này, vì thế tuổi Tý và thái tuế đồng vượng dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, mong muốn hoặc sống quá thực tế hoặc là tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, chỉ cần biết đến lợi ích của bản thân mình. Thái tuế tí thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực tăm tối, thể hiện qua những việc chú chuột khó giữ được tâm thế bình thản, an yên mà dễ suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm dục vọng khó lường. Khi bóng đêm ập xuống thì ánh mặt trời bị che khuất, con giáp này không thể kiểm soát được bản thân mình, có thể trở thành một người hoàn toàn khác, bộc lộ hết những mặt xấu xí trong con người mình. Ngoài ra, phạm thái tuế luôn là điểm hung, tí thủy đứng đầu nên bản mệnh cần lưu ý trong công việc kinh doanh buôn bán, hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước như là thủy lợi, thủy sản hay là đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa, tổn thất mà thái tuế gây ra. Thái tuế tí thủy vượng còn khiến cho yếu tố hỏa kim trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng, các hành khắc chế lẫn nhau còn có thể dẫn đến những tác động không nhỏ với sức khỏe của tuổi Tý. Con giáp này dễ mắc bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực. Điềm báo tử vi cũng cho thấy cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe, nhất là sức khỏe của người cha. Kim sinh xuất cho thủy, thái tuế phát tiết. Tý còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp, song do kim là mẫu tinh của tuổi Tý nên đa phần điểm này sẽ ứng với nữ mệnh hoặc là người mẹ của bản mệnh. Âm thủy quá vượng nên phong thủy gia cát xin được nhắc nhở tuổi Tý trong năm Canh Tý chớ nên ham vui mà tới những nơi sông sầu sóng cả, cần phải lưu tâm cả những nơi hầm hay là hang động dưới lòng đất, những nơi tà khí vượng, nếu không dễ gặp phải tai họa khôn lường. Để hóa giải những tà khí do hung tinh mang đến, người tuổi Tý cần phải sử dụng ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh với hình tượng ở mặt trước
là 8 bảo vật của nhà Phật mang lại bình an may mắn cho gia chủ, mặt sau là chú Bát Nhã Tâm Kinh giúp tịnh thân mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Minh Hoàng Pháp Bảo là pháp khí phong thủy, sử dụng hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi được chiếu sáng sẽ hiện lên hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh, là vật phẩm phong thủy hàng đầu về kỵ tà hóa sát, chiêu tài lộc cho gia chủ. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi vào năm 2020, thiên can canh kim lộ xuất thương quan, còn địa chi tí thủy lộ xuất thiên tài và tí mùi tạo nên cục diện tương hại, nên trong năm nay tuổi Mùi vẫn có thể gặt hái được thành công nhất định trong việc làm ăn, khá thuận lợi trong việc buôn bán kinh doanh, tài chính hoặc thủy lợi nhà hàng. Thế nhưng vì năm nay phạm phải cục diện hại thái tuế nên dù làm ăn khá vẫn tồn tại những tín hiệu nguy hiểm. Nếu không có sự đề phòng thì dễ gặp phải tổn hại do tai họa ngầm. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra thì thương quan chiếu mệnh đại diện cho những thị phi rắc rối. Vì thế, dù việc làm ăn lợi lộc có phát triển nhất định, nhưng tuổi Mùi dễ gặp phải tai họa khôn lường. Chuyện tình cảm thì trước khi đi đến quyết định giữ mối quan hệ với ai thì cần phải có con mắt tinh đời để phát hiện ra ai là người tốt kẻ xấu. Nếu thấy mối quan hệ nào tốt với mình thì nên phát triển, còn nếu không thì nên giảm thiểu, thậm chí là chấm dứt. Cần phải chú ý đến chuyện kiện tụng thị phi trong năm 2020 này. Do ảnh hưởng của thái tuế mà tuổi Mùi sẽ thường cảm thấy mệt mỏi, không có ý chí chiến đấu. Trong quá trình làm ăn thì tốt nhất không nên tham lam, muốn chiếm lấy những thứ không thuộc về mình, nếu không dễ vướng vào chuyện kiện tụng. Việc làm ăn thì cần chiên chính, dựa vào chính sức của mình mới mang lại nhiều niềm vui. Còn tham lam muốn chiếm đoạt tài sản của người khác thì ắt phải gặp nhiều mối ưu phiền. Trong năm Canh Tý, người tuổi Mùi tránh đến những nơi ẩm thấp hoặc có nhiều nước khiến cơ thể khó thích nghi hoặc mang đến những tai họa ngầm. Tốt nhất nên tham gia những hoạt động ngoài trời, chú ý rèn luyện thể dục thể thao giúp tăng cường thể chất để bổ trợ cho thân mệnh. Kích tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, giúp cho công việc làm ăn được hành thông thuận lợi. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Tuổi Mão. Tuổi Mão năm 2020 gặp cục diện hình thái tuế, tài lộc sự nghiệp có bước tăng tiến nhưng dễ gặp phải trục trặc về sau, có được có mất. Sức khỏe của con giáp này trong năm Canh Tý không được tốt, dễ mắc bệnh liên quan đến gan thận. Bước vào năm Canh Tý, tuế can canh kim lộ xuất chính quan, tí thủy tọa tại chính ấn. Ấn quan tương hợp tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế để nghênh đón các thần hóa giải hung tinh, giúp tuổi Mão luôn gặp được may mắn bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành thi cử, ứng tuyển xin việc, lấy bằng cấp. Ngoài ra thì còn có thể nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn phù hợp với năng lực của bản thân. Tuy nhiên thì do thái tuế, tí thủy và tuổi Mão phạm phải cục diện tương hình nên trong năm cần phải chú ý, trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa, đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng nhưng vẫn phải có sự thỏa thuận, nếu không được thỏa hiệp từ trước đó thì hậu quả quả thực khôn lường. Có thể do ganh tị, đố kỵ mà tiểu nhân sẽ tìm cách phá hoại, không ăn được thì đạp đổ. Thái tuế trợ đào hoa nên tử vi năm 2020 của tuổi Mão cho thấy bản mệnh dễ tìm thấy được cơ hội để gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song nếu con giáp này đã kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ, phá hoại hạnh phúc mà bạn đang có. Cần phải giữ lập trường vững vàng, không bị say nắng mà rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thái tuế còn mang theo những hung tinh gây ra đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này. Trong năm thì dễ gặp phải hung tinh đẩy con giáp này vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí có thể vướng họa kiện tụng lao tù, bản thân chịu thương tật, phá tài hao của. Theo phong thủy gia cát thì tuổi Mão trong năm 2020 làm gì tốt nhất cần phải tuân theo quy định pháp luật, dù đó là chuyện nhỏ xảy ra bên mình cũng đừng vì tình cảm cá nhân mà chủ quan tặc lưỡi bỏ qua. Cần kiểm soát bản thân cho tốt, chớ để dục vọng và sự tham lam lấn át hết lý trí mà mắc phải sai lầm thì chỉ có mắc nhiều hơn được, cũng không ai có thể cứu được con giáp này thoát khỏi tai ương. Mão tí tương hình, tí thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối.
Người tuổi Mão cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để chiêu mời quý thần tam hợp, hóa giải hạn tái tuế và tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ, thị phi sẽ không còn, công việc hành thông thuận lợi, giúp người tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Tuổi Dậu năm 2020 gặp cục diện tương phá, hạn thái tuế lơ lửng trên đầu, vì thế phải chịu áp lực lớn, chi tiêu không hợp lý, dẫn đến hiểm họa về tài chính. Sức khỏe năm Canh Tý của con giáp này không mấy khả quan, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hệ thống hô hấp. Bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có nhiều khi suy nghĩ bi quan, thiếu chủ động. Nếu khi vướng phải rắc rối thì thường không sẵn sàng khắc phục, dễ dẫn đến kết quả phá tài hại thân. Mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế có tác dụng hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Ngoài ra, về vận trình tình duyên, có sao Thiên Hỷ xuất hiện nên sẽ trở nên đào hoa. Bạn có thể gặp những đối tượng hợp ý với những người như là ở quán bar hoặc là trong những buổi tụ tập bạn bè. Chuyện tình cảm của con giáp này có thể phát triển nhanh chóng, nhưng mệnh chủ cần biết giữ mình, không nên vướng vào chuyện thị phi, tình cảm phức tạp sẽ kéo theo rắc rối vào mình. Tử vi 12 con giáp cho thấy bản mệnh dễ gặp rắc rối nếu liên quan đến các vấn đề tử sắc, tị phi. Nếu không biết kiềm chế thì dễ vướng vào tay bay, vạ gió, tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình đang có. Năm Canh Tý tuổi Dậu đối với cục diện Tý Dậu tương phá, Tý Thủy làm giảm nguồn sức mạnh của Kim Dậu, mà Địa Chi và Thiên Can cũng tạo thành tổ hợp kiếp tài sinh thực thần, nên bản mệnh không được thuận lợi trong công việc. Dễ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ, khiến mọi việc không yên ổn. Bản mệnh sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khắc phục được những vấn đề xảy ra xung quanh mình. Ngoài ra thì cục diện tương phá còn cảnh báo những chú gà có thể làm hỏng chuyện nếu dành quá nhiều thời gian cho những điều thú vui bên ngoài, hết sức tránh những việc tham gia vào hoạt động tụ họp không cần thiết. Trong năm 2020, tuổi Dậu cần tránh đi những nơi khu vực âm u ẩm ướt, không nên tới những khu vực ven sông hoặc những nơi nhiều người hỗn tạp như là quán bar, dễ để chuyện rắc rối không cần thiết. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ kích tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, giúp cho công việc làm ăn của mệnh chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.